Alo, như lời hứa mình để đào thành công cái cây ổi này cho anh em xem. Đó, siêu mỏng, cây khá là già. Không biết là nó ép trong này bao nhiêu năm rồi. Mình trong lúc đào mình đã làm gãy một cái nhánh này. Mình đã nung nóng quá, nó sẽ dính như thế này. Và cây này thì nó tự tách rời ra, lâu quá rồi đó. Đó. Bông bay siêu đẳng. Tìm cái chậu hay là mình tách riêng cái này ra mình trồng ta. Để cho hai cái này. Không biết là sẽ sống không quan trọng. Không thì hai cái này đứng chung với nhau nó cũng rất là đẹp. Ok. Đây là thành phẩm. Cây này cũng khá là đẹp. Cái rễ nè. Quái luôn, nó dính vô đây một xíu thôi. Cái này độc lập. Phá banh chành cái kiệt tác của tự nhiên. Mình đã phá banh chành cái kiệt tác của tự nhiên rồi anh em ơi. Rồi, kết thúc video tại đây. Hết sức nhẹ nhàng anh em ơi. Một viên gạch đầu tiên đã được lấy ra. Ok.